Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để xử lý cái dây xem này khi mà nó bị rò rỉ. Cái này thì sau một thời gian nhà các bạn sử dụng ấy, thì cái lõi cao su bên trong nó sẽ bị nứt hoặc là bị rách, thì dẫn đến là cái khi mà các bạn mở nước như này. Đấy, thì đây, đây các bạn nhìn này. Quay sát vào đi. Đây, cái này nó sẽ bị rỉ nước như này. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để thay cái lõi này nhé. Thay này chi phí rất là rẻ thôi, và các bạn có thể tự làm tại nhà mà không cần phải mua toàn bộ cái đoạn dây xem như này. Đây. Bây giờ mình sẽ tháo ra nhé. Thì các bạn sẽ vặn cái này ra, vặn cái phần này ra. Đây, thì các bạn có thể dùng mỏ lết hoặc là các bạn vặn tay cũng được, bởi vì cái này nó cũng rất là nhẹ thôi. Đây, các bạn sẽ dùng cái mỏ lết vặn ở đây. Vặn này. Đây nhé. Ở đây thì nó sẽ có một cái gioăng cao su này. Các bạn nhớ giữ lại cái đầu gioăng cao su này này. Và một cái gioăng cao su ở đây nữa. Đây cái đầu này thì các bạn vặn ra. Bạn vặn mạnh một cái là nó sẽ ra nhé. Đây, thì ở đầu này nó cũng sẽ có một cái gioăng cao su như này. Đấy, các bạn giữ lại cái gioăng này nhé. Đấy. Giữ lại hai cái gioăng cao su này. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thay. Thì để thay cái này thì đầu tiên thì các bạn mua cái dây tio mềm như này. Và cái tio của nó thì các bạn ra ngoài cửa hàng vật tư điện nước ấy, là họ có bán cái tio này. Tio này rất là rẻ thôi, có khoảng tầm 3 đến 4 nghìn một cái mét dây này thôi. Và các bạn nhớ này, các bạn nhìn ở đây nó sẽ có cái ký hiệu là 06 này, phi 6 này, tức là tio kích thước phi của nó là 6. Đấy. Bạn lựa chọn cái loại dây này nhé. Sau đấy là các bạn bắt đầu tiến hành tháo cái này ra. Tháo cái này thì các bạn có thể một là các bạn có thể dùng cái tô vít hai cạnh, các bạn cậy cái này ra, hoặc hai là các bạn sẽ cho vào đây các bạn ngoáy này. Đấy. Ngoáy dần dần thì nó sẽ ra. Đấy. Đấy, nó ra rồi nhé. Các bạn lạnh nó ra này. Đấy. Đây. Tương tự cái đầu bên đây thì cũng thế. Đầu bên đây các bạn sẽ tháo ra nhé. Đấy. Các bạn chỉ cần ngoáy hai ba vòng nó sẽ ra như này. Đây là nó có một cái đầu đồng này để giữ cái gioăng cao su này, dây cao su này. Đây, các bạn tháo hai đầu này ra. Cái này lâu ngày nó bị chặt ở đây. Các bạn cũng có thể cắt đi nhé, để mình thay được cái dây kia. Cắt nó đi. Mình sẽ rút cái dây này ra. Đấy. Đây thì cái dây này do lâu ngày thì nó sẽ bị mình dùng cả nước nóng ấy thì nó sẽ bị ải cái dây ra. Đây nó bị tự rách như này. Các bạn nhìn nó rách một lỗ to như này. Đấy. Đấy, ở đây có một vết nứt nữa này. Đấy. Sau đấy là các bạn sẽ lấy cái đoạn dây mới này, các bạn đo chiều dài cho nó đúng bằng cái dây này. Đây vừa nãy mình cắt mất một đoạn này, các bạn ướm cho nó vừa nhé. Đấy. Sau đấy mình sẽ cắt. Đó. Cắt xong bạn lại luồn trả lại cái vào cái dây xoắn này. Yeah.
luồn xong này, có hai đầu như này, các bạn ấn trả lại cái đầu đồng này. Cái này nếu mà cái dây tiêu của các bạn nó cứng quá ấy, thì các bạn có thể hơ qua lửa nhé, thì nó sẽ mềm ra, mềm nên các bạn sẽ dễ ấn vào hơn. Đây, các bạn chỉ cần ấn đến một nửa thôi nhé, ấn đến một nửa cái đầu đồng này thôi, xong các bạn ấn trả lại vào cái này. Rồi, tương tự đầu bên này cũng thế, các bạn ấn lại cái đầu đồng này. Đó, xong các bạn ấn trả lại cái này. Sau đó các bạn lắp lại nhé, lắp lại cái vòi trước này, để lại cái răng, lắp lại cái răng cho nó, bạn lại cái đầu xe này. Cái đầu bên đây các bạn lắp lại cái xe này nhé, à, cái răng này nhé. Xong bây giờ các bạn lắp trả vào vị trí cũ. Đó. Bây giờ mình thử nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì sau khi thay xong thì nó sẽ không còn hiện tượng rò rỉ nữa. Rất là nhanh thôi, chỉ khoảng tầm 5 phút là các bạn đã có thể tự mình thay được tại nhà rồi. Và cái dây cao su, dây tiêu mềm kia thì nó rất là rẻ. Nó chỉ có khoảng tầm 3 đến 4 nghìn một mét thôi. Đây, cái này của các bạn nó chỉ độ khoảng tầm hơn 1 mét một chút, 1,5 mét. Là các bạn chỉ mất khoảng tầm độ 10 nghìn, chưa đến 10 nghìn là các bạn đã thay xong được cái thay lại được cái dây sen của các bạn rồi. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhé, và không phải đi mua lại cái dây sen mới như này. Đấy, thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý cái dây sen này bị rò rỉ xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.